Xin chào các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tôi giới thiệu một chiếc âm ly rất là quen thuộc. Âm ly đơn ông. Mà ký hiệu của nó là Park 3 390 4 La Mã. Đấy, âm ly này là màu đen huyền bí, rất phù hợp cho những cái đôi loa đen hoặc là anh em để kệ đen ở chỗ nhà, rất là đẹp. Còn nguồn điện của con này là 100V nhá, sản xuất tại Nhật nên là nguồn điện 100V và công suất của nó là 135W. Trị được rất nhiều loại loa và đánh 4 sò than nên tiếng rất mềm. Đánh JB hoặc là kể cả những cái lòng loa nặng như JB hoặc là Đờ Nông, Onkyo, Pioneer là đánh tiếng rất là hay. Đấy. Hôm nay tôi giới thiệu các chức năng cho anh em. Đây là các cổng ra. Cầu A là nó và cầu B. Đây là cầu A để có thể là đánh khi mà mình đấu ở cầu A để có thể đánh cả hai cầu A B. Đây, hôm nay tôi đang đấu cầu A thì khi tôi nhả ra thì có thể đánh sang cầu B, không thì phải cầu A. Đấy. Các chức năng thì rất hoàn hảo. Đời bát, chép. Đây, ba lăng. Đây là lốt nét nhá. Đây là có chức năng để tăng cái tiếng hi-fi bass lên rất đấy và mềm và chắc chắn và khỏe. Em nhả ra cái tiếng nó, cái tiếng nó rất là nhỏ đi và nó không có tiếng bass nhiều. Đấy. Đấy. Đây này, nghe này. Đấy, đấy có tác dụng. Đây là nút direct nhá. Nút này là có tác dụng là đánh thẳng từ các cái đầu vào như đầu CD hoặc là DAT hoặc là từ vô tuyến xuống, thì khi ấn vào đây thì là nó sẽ không qua các mạch âm sắc này nữa và nó đánh thẳng. Thì các cái tác dụng của cái mạch âm sắc này sẽ không có tác dụng nữa và đánh thẳng. Đấy, khi tôi nhả ra cái thì các bạn thấy, đấy, đây là những cái đường để thu. Còn các cái cổng vào, tép B2, tép B1, phono, CD, tuner và AUX, rất nhiều cổng để cho anh em chơi và cắm được nhiều đường vào. Âm ly thì còn rất mới nhá, còn có cả catalog này. Đấy, catalog mặt rất là sạch sẽ và lưng thì là phẳng, không bóp méo. Lòng chất lượng.